Trên màn hình quý vị đang theo dõi là Triệu Tạ Mền, 31 tuổi, trú thôn Năm Hồng, huyện Hoàng Su Phi. Y vừa bị công an huyện Hoàng Su Phi, tỉnh Hà Giang bắt giữ khẩn cấp để điều tra về hành vi hiếp dâm. Nạn nhân là một nữ hướng dẫn viên du lịch. Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 18 tháng 9, Triệu Tạ Mền đến phòng nữ hướng dẫn viên du lịch tại homestay Hoàng Su Phi, khống chế hiếp dâm nạn nhân. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, đối tượng bỏ đi khỏi nơi cư trú. Chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng đã vận động. Đến chiều 19 tháng 9, đối tượng mới trở về. Triệu Tạ Mền khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đối tượng có quan hệ họ hàng với chủ khu homestay Hoàng Su Phi, thường được thuê chạy xe ôm chở khách. Buổi tối trước khi xảy ra sự việc, Mền ăn cơm tại khu homestay và có giao lưu với đoàn du lịch của nữ hướng dẫn viên.